Xin chào cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là 15 tháng 8, thì bữa nay là Trung thu năm 2023. Thì em làm một clip nói về vấn đề mà cái lá mai của mình ở thời điểm này nó bị vàng già và nó có biểu hiện nó sắp rụng rồi. Thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đối với cây mai? Lý do tại sao như vậy và mình ở cuối clip em sẽ pha phân thực tế để mình khắc phục cái tình trạng này. Thì nói chung đây cũng là nỗi lo của vườn mai của em năm nay. Thì mọi người thấy nè, cái nụ chà bá rồi, cái nụ chà bá rồi nè, thì em sợ nó nở sớm mọi người. Thì nó nở sớm thì cái vấn đề là nở sớm, ví dụ nó nở hết một vụ một đợt cái là tới Tết thì nó còn lại có mấy bông nó nở thì nó không có nhiều, làm sao mình để duy trì cho nó nở một lần một thôi, vào đúng ngày mùng 1 Tết thì nó mới rộ cây được, nó dồn hết sức nở một lần thì bông nó mới nhiều. Thì cái clip này em sẽ trình bày gì với người đó nha cô chú anh chị. Thì nói chung mình bây giờ mình quan sát cái sắc lá của cây mai. Thì cây mai của mình nó có nhiều loại giống nha, như một số cây lá nó bóng sẵn, như đây là cây cúc 150 cánh nè. Cúc 150 cánh thì cái lá mặc định nó bóng nha mọi người, nó trồng như thế nào kiểu gì nó cũng bóng hết. Mỗi giống nó có một ưu điểm khác nhau, giống như mình ra chợ mình mua gạo vậy đó. Gạo nó cũng có rất nhiều loại, giá cả nó cũng khác nhau, ST24, ST25, rồi gạo lài miên, rồi đủ thứ loại gạo hết. Mỗi gạo nó có hương thơm và cái độ ngọt của gạo khác nhau. Thì cái cây mai hay cây gì nó cũng vậy, bưởi hay gì nó cũng có giống nữa, sầu riêng, cao su hay gì nó cũng có giống theo nó, mít nữa. Thì cây mai nó cũng vậy mọi người, nó ví dụ cây mọi người nhìn cái sắc lá thì mình thấy có cây bóng, có cây thì lá nó khác, cây hữu đức nó khác, cây cúc nó khác, đại lộc nó cũng khác nữa. Nhưng mà quan sát mình chủ yếu mình thấy cái nó vàng á, nó sơ sát như thế này. Đây là mọi người, kiểu như cây như thế này nè. Thì nè, nó vàng như thế này nè. Thì clip của em nói về vấn đề này nha. Nó vàng như kiểu sầu chín, thì kiểu như nó ở thời điểm tháng 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 8 này. Tại năm nay nhuận 2 tháng 2 á, 2 tháng lịch, chứ nếu không mà nếu bây giờ nếu không có một tháng nhuận thì bây giờ là 15 tháng 9 âm lịch rồi mọi người. Thì cái lá mai nó vào thời điểm cuối năm rồi, tháng 9 rồi, thì nó không phải bóng như tháng 4, tháng 5, tháng 6 được. Tại vì cái mai này nó đang có hai giai đoạn, là giai đoạn làm nụ với là giai đoạn nó cũng còn giống như nó 50 50 rồi, 50% là giai đoạn sinh trưởng và 50% là nó làm nụ. Thì cái nhựa của nó phải trải đều cho cả sự sinh trưởng và nó trải để nó nuôi nụ nữa, nên cái lá nó sẽ bắt đầu già từ 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 từ, nó già từ từ. Mọi người thấy không biết cây ở nhà cô chú anh chị như thế nào, chứ cây của nhà em thì đa phần nó bị rơi vào tình trạng lá nó già quá rồi đó, thì em sợ nó bị trổ sớm nè. Với lại cộng với cái thời tiết năm nay mọi người, năm nay em thấy bây giờ Trung thu mà thời điểm này nắng như ông trời như đổ lửa xuống rồi mọi người, đổ lửa không phải nắng mà đổ lửa. Lâu lâu thì có vài đám mây che, thì đám mây bay đi thì ông lại đổ lửa xuống nữa. Thì ở chỗ em, chỗ Bình Dương nên Đông Nam Bộ này hôm nay mưa cũng ít chứ không có nhiều. Em coi thời tiết em thấy mấy vùng như miền Bắc rồi mưa lũ lụt luôn, nhưng mà miền Nam thì thấy nắng, mưa đổ mưa giống như mưa rào, không đủ thấm vô cái chậu, nó mưa mưa rất ít, mưa rào qua cái còn lại nắng không à. Thì cái lá nó vàng giọt do nó bị sốc nắng nè mọi người, thấy không, nó sốc ghê lắm không, nắng dữ quá thì cái cây nó, cái lá nó tự nhiên nó bị sốc nhiệt, sốc nắng gì đó mọi người. Thì cái giải pháp mình khắc phục là mình tưới nước nha, mình canh nước cho nó ổn định nha, đừng có quên. Cây vườn em thì nói chung em tưới có khi cũng không có đều lắm, tại nhiều khi trong nhà có những công việc nó phát sinh á, mình nuôi bệnh rồi đủ thứ chuyện hết, mình đâu có ngồi mình chăm mai được. Rồi ví dụ như cô chú nhà mình sáng á, mình tưới nước vô, sáng sớm mình nên tưới nước nha. Đó, canh mình tưới nước sáng sớm, buổi chiều mà mình thấy nó
nó ráo từ từ, sáng hôm sau mình lại tưới nữa chứ đừng để nó bị mất nước nha. Cái nước là cực kỳ quan trọng nha. Cô chú anh chị mình để quên tưới nước chừng 2-3 ngày mà gặp cái nắng này là coi như là nó khô trắng giả cái chất trồng này luôn nè. Là khi mình tưới dập nước vô là mấy cái lá này nó rớt hết xuống luôn nè. Nó rớt xuống nó xào lá, nó rụng hết luôn mấy lá này nè. Khi lá nó hết thì cái dinh dưỡng nó sẽ dồn vô cái nụ và nụ nó nở lên, nó bự lên và nó rất là mau nở, cỡ như tháng 11 hoặc đầu tháng 12 là nở hết. Nên cái vấn đề nước là mình không thể quên được nha. Rồi cái vấn đề khắc phục tiếp theo là giữ đọt mọi người, giữ đọt. Thì cây của em giữ đọt nha mọi người, cây không có bám đọt. Cô chú anh chị nhiều khi mình coi nhà vườn khác á, nhưng mà mình phải coi luôn cái trang bị vật chất rồi nhân công của người ta nữa. Ví dụ cái vườn người ta bám đọt nhưng mà người ta có nguyên một cái dàn sắt người ta lợp ở phía trên á, ví dụ mà nụ mà nó lớn quá thì họ kéo lưới lan qua họ trùm hết kín luôn một vườn luôn. Còn nếu mình chơi văn nghệ ở nhà thì mình làm theo người ta, mình cũng bám đọt tới hồi nụ nó lớn quá mình muốn mát thì mình không có lưới lan đâu mà che. Đó là lúc đó mình thấy mình coi cái nào mình có thể làm được thì mình làm. Ví dụ mà nhà vườn ta kinh doanh cái cây nó tròn, người ta phải bấm hết cho đều, người ta mới cho thuê được. Chứ vô nghĩ là mình vô ngân hàng, vô tiệm vàng thì mấy cây nó phải đẹp, dáng thế nó phải đẹp, gốc nó to mà nó phải cân bằng đó. Cây nó cân bằng thì làm ăn mới cân bằng trong nguyên năm được, thu chi nó cân bằng được. Đó nên người ta bấm. Nhưng mà khi mà nụ nó lớn á, người ta kéo nguyên một cái lưới qua che mát lại hết. Còn mình chơi cây, mình không có điều kiện vậy mà mình cũng bấm theo ta. Tới hồi nụ mà nó dồn lại nó bự, bự lên là lúc đó là mình không biết làm cách nào luôn á, nó nở hết luôn á, không thể ngăn được đâu. Đó nên ở đây là em giữ đọt nha, em không có bấm đọt. Thậm chí là còn phải xịt sâu bò trĩ, hôm qua em xịt nè, để ngăn cho mấy bò trĩ nó không hút chích cái đọt, để cho cái đọt nó cứ bắn lên để nó đẩy cái dòng dinh dưỡng lên, nó không có dồn vô cái nụ. À, như vậy là em nói hai cách rồi, thì là mình canh nước không để hụt nước, chứ trồng lúc nào cũng phải có nước lúc này, nhưng mà mình canh nước hợp lý nha, đừng có để nó bị khô nước. Rồi mình giữ đọt, mình có thể thêm giá thể nữa mọi người, thêm vô này. Ở đây em thêm trấu dừa với cát, trấu dừa với cát xay á, cái này cát xay nha chứ không phải cát dơ cát lấp nha mọi người, cát xay á, cát xay tô hạt to trộn với trấu dừa đắp thêm lớp nữa. Thì thông thường những cái cây mai mà nó có cái lượng chất trồng có độ ẩm á, thì có một số cây á, nó ăn rễ ăn lên nha, nó chỉa lên mấy cái chất trồng mới, thì mình vừa giữ tăng cường thêm mấy cái mà nó giữ ẩm. Như vậy mình giữ ẩm thêm nè, tránh tình trạng bị sốc nước sốc nhiệt, thì mình thêm cái chất trồng vô giữ thêm độ ẩm. Thì chất trồng mình ở đây làm thêm trống dừa với cát xay nha. Đối với những cái cây mà cô chú anh chị mình cái chất trồng mình nó bị ướt quá đó, nó bị nó chưa có thoát nước tốt á, thì mình không nên thêm chất trồng nữa, tại vì nó đang lèn mà mình thêm nữa là nó lèn thêm. Những chậu thoát nước tốt mình mới thêm chất trồng nha. Cái dàn lá cây hữu đức thì nó đẹp lắm mọi người. Nói chung nếu mà nhìn vô cái dàn lá cây hữu đức á, thì thấy rất là mê, nó ra đều đẹp với nhau. Nhưng mà nói chung về cái mặt bông thì nói chung mỗi người về cái vấn đề mặt bông thì cô chứ anh chị mình mỗi người mỗi một sở thích. Có người thích chơi mặt bông của mai cúc, rồi mai đại lộc, rồi mai có mai cam, mỗi người có một cái sở thích riêng. Nói về cái lá đẹp á, thì cái lá của cây hữu đức á, nhìn nó đẹp, nó ra đều, lá nào đều rang với lá đấy á. Thì cái lá đẹp nó cũng do cái công mình chăm sóc nữa, mình tưới nước đều đặn, bón phân hợp lý, xịt phân thuốc đều đặn, cây phát triển tốt thì cây nào lá cũng đẹp hết. Rồi mấy cây của em là em sợ trổ bông sớm hết rồi mọi người nè, giờ nó lên nụ quá trời, nụ to vậy nè. Nụ này là cái mai ghép này, giờ là không kịp là có thể nguy cơ bị sớm rồi nè. Đó, nụ giờ là sớm rồi.
Còn một cách nữa là mình đem cây vào mát nha. Nhưng mà đem vô cây vào mát thì cái cây nói chung là đem vô cái gốc cây á, cái nắng nó ít lại. Cái khả năng mà nó tiếp nắng nó, cái thời gian tiếp nắng nó ít thì cái quá trình quang hợp tạo chất cho cây á, nó ít lại. Tại vì cây thì nó tạo chất thì nó cần cái ánh sáng. Thì cái quá trình quang hợp là của nó là cái ánh sáng nó diễn ra ở cái lá này. Thì rễ cây nó đưa cái nước lên. Nước rồi CO2 là cái khí khổng nó vô đây nè, rồi nó gặp ánh sáng mặt trời. Nó quang hợp nó tạo ra cái chất vật chất cho cây. Thì nó lưu chuyển ngược xuống thân và nuôi nuôi ngược lại rễ. Thì cái lá mình nó thoát nước, nó sẽ tạo ra một cái áp lực để nó hút nước lên. Nó giống như mình hút cái ống hút vậy đó. Mình hút từ trên hút xuống thì cái lá nó thoát hơi nước ra lá thì nó sẽ tạo ra áp lực để nó hút cái dòng nước, dòng dinh dưỡng đi ngược lên trên đây. Thì cái quá trình quang hợp ở nó diễn ra trên lá. Nếu mà mình đưa cây vào mát á, thì cái nói chung là đưa vào cái nơi mà cái nắng nó ít lại thì cái thời gian quang hợp của nó ngắn hơn, thì nó quá trình tạo ra vật chất cho cây nó sẽ ít lại. Giống như một ngày mình làm việc 8 tiếng thì giờ cho nó làm việc 6 tiếng 4 tiếng thì nó cái sẽ kéo dài cái tiến trình quang hợp của nó sẽ là kéo rút ngắn cái tiến trình quang hợp của nó, làm cho vật chất nó tổng hợp ít lại thì cái nụ nó phát triển chậm lại. Nhưng mà ở đây thì em cái đó là nó là vấn đề lý thuyết, còn trên thực tế em không làm cách đó nha. Tại vì cây thì cứ để cho nó ngoài nắng đi, cho nó quang hợp cho nó mạnh vô, có nhiều cái quang hợp nó mạnh vô. Còn lại thì mình cứ canh nước tưới, canh nước tưới không không bị hụt nước là được rồi. Cây mà đưa vô mát thì nó yếu luôn mọi người, nó đã quen nắng rồi, mình đưa vô mát cái đưa ra đưa lại nó yếu luôn. Rồi thì khúc cuối em sẽ dùng dùng phân bón để nó điều khiển cái cây nha. Thì ở đây em chuẩn bị 60 lít nước mọi người, 60 lít nước 3 thùng B nè, 60 lít nước. Thì cái phân bón của em ở đây là để cho lá nó xanh lại, nó bóng, nó xanh lại và nó hạn chế cái tốc độ mà già nhìn lá quá nhanh đi, cho nó hạn chế nó già lá, giúp cho lá nó vẫn còn xanh. Thì mình kéo dài cái sự sinh trưởng của nó mọi người, kéo dài thêm. Rồi ở đây làm xài cái rút 2 nè, rút 2 Hoa Kỳ nha mọi người. Có nhiều thương hiệu giờ nó nhái, thì giờ nó nhái cái những sản phẩm nổi tiếng á, thì người ta lại nhái ra. Thì cái rút 2 Hoa Kỳ nè, của công ty Thiên Đức nè. Rồi Atonit, em sử dụng một ít Atonit nha. Còn NPK thì em sử dụng cái 17, 12, 7, 3 màu của đầu trâu. Ở đây em cũng sử dụng một lượng ít thôi. Thì bây giờ em sẽ pha thực tế cho mọi người xem. Rồi, ở đây em dùng cái 17, 12, 7, 17, 12, 7 của đầu trâu. Thì 60 lít nước em pha vào cái này, cái em lắc đều. Sau đó mình sẽ chế đều vào ba cái thùng B này. Mình chia làm 3. Mình pha vào đây để mình, tại vì cái NPK này nó lâu tan nên mình pha vào đây để mình đậy nắp lại, mình lắc cho nó bể hợp phân ra cho nó tan. Thì em sử dụng 6 gram thôi, 6 gram, 6 gram mọi người, 2 gram, 4 gram, rồi 6 gram NPK. Rồi cái Atonit nè thì em sử dụng 60 lít nha, 60 lít Atonit. Còn cái rút 2 là em sử dụng 60 cc, thì cái chai này 100 cc, chai này 100 thì sử dụng hơn nửa chai. Mục đích sử dụng Atonit là để cho cây nó khỏe lên, là nó hút được nhiều phân bón hơn, nó kích thích sinh trưởng cho cây, làm cho cây tỉnh lại. Còn cái rốt 2 thì nó có axit humic nè, nó có một số cái chất kích rễ như là axit amin để cho nó kéo dài cái sự sinh trưởng của cây, cũng như nó giải độc và nó giúp cho cái chất trồng nó tốt hơn, nó màu mỡ hơn để cho rễ cây nó phát triển nhiều. Và sử dụng cái
17-12-7-6 gram này thì để cho nó có một cái lượng NPK nhú phân cho nó, nhưng mà đạm vẫn thiên về đạm, một chút nè. Giờ chênh lệch giữa 17-12 là chênh lệch 5% thì nó cũng thiên về đạm một chút để cho cây nó lá nó xanh một chút. Rồi thì như vậy em lắc đều và em sẽ chia đều vào 3 thùng B và anh đi tưới. Thì em đều sử dụng 6 hết, thì cô chú anh chị mình ví dụ như đây là em 60 lít, nếu mình pha 10 lít thì mọi thứ là chia cho 6 hết cho mọi người. 6 gram này, 60 lít này với lại 60 lít 2 nè đó. Thì nếu mọi người ví dụ muốn pha 1 lít thôi mà thì cái này là 1, cái này là 10 ml, cái này là 1 ml và cái này là 1 gram. Nếu mọi người muốn pha pha vô 1 lít nước, muốn pha vô 10 lít nước, chứ em nói lộn, muốn pha vô 10 lít nước, tức là cái liều em pha hồi nãy là cho 60 lít nước, bây giờ mình chia cho 6 đi thì pha 10 lít nước, thì cái này dùng 1 gram nè, cái này dùng 1 ml nè, rồi cái này dùng 10 ml nè, rút 2 nè, đó, cái hữu cơ nó nhiều, rút 2 thì xả tới 10 ml, thì mình như vậy để cho kéo dài, cho cái lá mình nó xanh lại nha. Rồi mình tưới xong thì mình theo dõi. Thông thường cái phân nó tác động lên cây thì em thấy là khoảng 10 ngày. Mình tưới xong 10 ngày sau thì thấy nó hút lên và nó biểu hiện lên cái lá của mình. 10 ngày chứ mới tưới ngày hôm trước hôm sau mà đòi nó bóng lá lên liền là nó không có đâu. Nó khoảng chừng khoảng 10 ngày á. 7 ngày trở lên mình ra mình mới thấy cái hiệu quả phân của mình. Rồi thì cái quá trình còn lại là em sẽ đi pha tưới nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi kênh của em. Nếu thấy clip có giá trị hữu ích thì cho em xin một like. Cô chú anh chị nào mình chưa đăng ký á, thì bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh Trần Nguyễn Mai Vàng của em. Thì mọi comment thì em sẽ trả lời. Với lại Zalo nữa. Thì Zalo thì mình gửi được hình ảnh của cây á, em sẽ phản hồi trên Zalo. Phản hồi qua tin nhắn nha cả nhà. Thân chào cả nhà.